Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của kênh sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 6 tháng 1 năm 2024, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh Lai Châu, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu, mùng 1 tháng 1 năm 2004, mùng 1 tháng 1 năm 2024. Dự lễ kỷ niệm về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Phùng Quốc Hiển, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Về phía tỉnh Lai Châu, dự lễ kỷ niệm có đồng chí Giang Báo Mỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh qua các thời kỳ. Lễ kỷ niệm là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhằm ôn lại truyền thống, phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tự hào dân tộc, tạo sự đoàn kết, đồng thuận và tin tưởng của nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Giang Báo Mỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nêu rõ: Lai Châu, quê hương giàu truyền thống cách mạng, yêu nước, ý chí chống giặc ngoại xâm bất khuất và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Thực tiễn qua 75 năm lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách thành lập tỉnh và 70 năm thực hiện thư Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lai Châu đã giành được những thành tựu to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và phát triển đất nước. Với những thành tựu hết sức to lớn đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Huân chương Hồ Chí Minh, hai lần được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất và nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý khác. Trên nền tảng và đà phát triển đã được tạo dựng, Lai Châu đặt mục tiêu bảo đảm quốc phòng an ninh vững chắc, xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế xã hội đạt mức trung bình của cả nước. Đây là nhiệm vụ to lớn và hết sức nặng nề, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tỉnh qua 20 năm chia tách thành lập, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu. Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Lai Châu là tỉnh vùng cao biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, là phên dậu, có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh, với hơn 265 km đường biên giới, là vùng đầu nguồn và phòng hộ cho các nhà máy thủy điện lớn của quốc gia, cũng như đảm bảo an ninh nguồn nước cho sự phát triển bền vững của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, cùng khát vọng và niềm tin, Lai Châu sẽ phát triển xanh, bền vững, văn minh, giàu bản sắc văn hóa, phát triển toàn diện, giữ gìn truyền thống, nhưng luôn đổi mới, sáng tạo. Cần tiếp tục giữ gìn và vun đắp sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, biến thách thức thành cơ hội, chuyển khó khăn thành ý chí và quyết tâm hành động, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với học tập và làm theo Bác và những lời dặn của Bác trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu, quan tâm xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng thực hành dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt chính sách dân tộc, bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển, chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang cùng với những thành tựu to lớn đạt được sau 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách thành lập tỉnh. Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã đoàn kết rồi, sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất hơn nữa, đã có quyết tâm chính trị cao rồi, sẽ tiếp tục quyết tâm cao hơn nữa, đã hành động quyết liệt rồi, sẽ tiếp tục quyết liệt hiệu quả hơn nữa, đã thành công rồi, sẽ thành công và thành công nhiều hơn nữa. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, tỉnh Lai Châu luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi, lãnh đạo chỉ đạo và tạo điều kiện của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương. Bày tỏ sự cảm ơn, tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hứa Lai Châu sẽ sớm cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn tới. Chương trình nghệ thuật với chủ đề Lai Châu dấu ấn một chặng đường được dàn dựng công phu, hoành tráng, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo nhân dân. Chương trình gồm 3 chương: Ký ức Lai Châu, Lai Châu dấu ấn một chặng đường và Lai Châu khát vọng phát triển, đã nêu bật những khó khăn, nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu qua 20 năm chia tách thành lập. Cũng là sự cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội lần thứ 14 Đảng bộ tỉnh, đồng thời thể hiện khát vọng vươn cao của tỉnh Lai Châu. Nhân dịp lễ kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh Lai Châu, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi động viên các mẹ liệt sĩ trên địa bàn của thành phố Lai Châu. Đoàn đã đến thăm cụ Hồ Thị Sáng, sinh năm 1957, ở Bản Màng, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, mẹ của liệt sĩ Lùng Văn Dính, và cụ Dương Thị Xin, sinh năm 1924, ở tổ 15, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện. Tại các gia đình, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các cụ cùng gia đình cho quê hương đất nước. Đồng chí ân cần hỏi thăm và động viên chúc các cụ luôn mạnh khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Nhân đây, đồng chí yêu cầu các cấp hội chung tay huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, đồn biên phòng Hua Bum đóng chân trên địa bàn của huyện Nậm Nhùn, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn biên phòng Hua Bum đã xây dựng chương trình kế hoạch, trong đó thì xác định cụ thể những việc cần tập trung cho việc học tập và làm theo, đồng thời tổ chức nghiên cứu học tập các chuyên đề về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ tới 100% cán bộ chiến sĩ. Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, hiệu quả, đơn vị đã cụ thể hóa việc học và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực và triển khai tới mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ để đăng ký từ 1 đến 2 nội dung công việc với phương châm nêu cao tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái, đoàn kết, thống nhất gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến trường, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng. Biên phòng tăng động nên là tốt, quan tâm bà con chúng ta sau vùng nói chung và bản Ba Môn nói riêng thì rất là quan tâm cho anh em ở trong địa bàn cũng như về phát triển kinh tế. Đồn biên phòng cử các cái chiến sĩ nhiệm vụ, các cái cán bộ chiến sĩ để giúp bà con phát triển kinh tế, rồi là mọi cái vấn đề về an ninh trật tự, rồi là rất là đặc biệt là rất là tốt. Thực hiện chỉ thị số 01,
ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đơn vị phối hợp với địa phương duy trì hiệu quả 4 tổ trên 16 hộ gia đình tự quản đường biên mốc giới, 18 tổ trên 89 thành viên tự quản an ninh trật tự bản của 3 xã, hỗ trợ 4 cháu học sinh thuộc dự án, cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường, triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình con nuôi đồn biên phòng. Sau khi được Đảng ủy chỉ huy đồn triển khai chương trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lối sống của Bác Hồ, thì chúng tôi đã thực hiện viết cam kết xây dựng kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng thực hiện nêu gương và nhận thức sâu sắc về những việc làm thiết thực, thực hiện góp phần hiệu quả nhiệm vụ được giao. Trong công tác xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, đồn biên phòng Hua Bum xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bởi vậy đã triển khai toàn diện, có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân với lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân nước bạn. Ngoài ra, đồn biên phòng Hua Bum thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp bà con khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế. Đơn vị còn đẩy mạnh công tác phối hợp tuần tra liên hợp với đơn vị biên phòng Trung Quốc, tuyên truyền vận động nhân dân nước bạn xóa bỏ các hủ tục, chấp hành tốt các quy chế, hiệp định về biên giới đã ký giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc, cũng như tích cực tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, tham gia phòng cháy chữa cháy, bảo vệ phát triển rừng. Thực hiện cái kế hoạch của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Hồng Tính về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì ngay từ những ngày đầu năm thì đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và quán triệt triển khai cho từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, xác định nội dung cái phần việc học tập và làm theo, từ đấy là xây dựng cái kế hoạch để tổ chức thực hiện, và hàng tháng qua cái sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị và sinh hoạt đoàn thanh niên để đánh giá các đồng chí đã làm được những cái như thế nào đấy. Do đó mà từ đầu năm đến bây giờ là cán bộ chiến sĩ là yên tâm tư tưởng công tác, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ việc học tập và làm theo Bác ở đồn biên phòng Hua Bum đã mang đến niềm tin yêu cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, nhân lên hình ảnh tốt đẹp của những người lính mang quân hàm xanh, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn của tỉnh Lai Châu đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong cộng đồng. Phản ánh của phóng viên thời sự về nội dung này. Bản Tà Tổng, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè có 255 hộ trên 1.500 nhân khẩu. Đây là bản có địa hình dốc cao. Trước kia, mỗi khi bước vào mùa mưa bão, thường xuyên xảy ra gió lốc sạt lở, gây thiệt hại về người, tài sản, hoa màu. Phát huy vai trò người uy tín, 10 năm qua, ông Giàng A Nhè không quản ngại khó khăn, nhiệt tình, năng động trong công tác tuyên truyền, vận động bà con chủ động phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, như xây nhà tại các khu vực có ta luy thấp, ra cây to, gia cố lại nhà cửa, không lội qua suối mùa lũ, theo dõi cảnh báo thiên tai của cơ quan chuyên môn. Nhờ đó, bản Tà Tổng không có thiệt hại về người và tài sản. Tôi thì cũng là một người già rồi, thì cũng có cái kinh nghiệm là thời tiết ở cái địa bàn này thì hàng năm thì nó cũng có thay đổi, thì cũng luôn luôn là nhắc nhở bà con là phải đề phòng và chỗ sạt lở. Hiện nay toàn tỉnh có 885 người có uy tín là bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng dòng họ, nhân sĩ, trí thức. Thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời luôn đi đầu trong các phong trào tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy ước hương ước của thôn bản. Đặc biệt, họ là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy chính quyền về tham gia xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Người uy tín còn tiên phong làm kinh tế, có hộ thu nhập trung bình từ 100 đến 200 triệu đồng một năm. Tôi cũng là vừa là người có uy tín và cũng vừa làm cái công trưởng ban công tác mặt trận của thôn bản, cũng được đến nay phải nói là 18 năm. Thì trong cái thời gian
cùng đồng hành với cấp ủy chi bộ cũng như các tổ chức các thành viên của thôn bản, và cũng lại là người có uy tín, thì trong những cái năm vừa qua thì tôi cũng có những cái đóng góp nhất định cho thôn bản. Nó thể hiện ở cái chỗ là tất cả là các tổ chức thành viên trong thôn bản thì đều đoàn kết và xây dựng là khối đại đoàn kết dân tộc. Mà đối với là người có uy tín thì được bà con tín nhiệm, thì tôi cũng phải nhận thấy rằng là mình phải thực sự là người gương mẫu trong mọi hành động, trong cái phát triển kinh tế, trong lĩnh vực dạy bảo rồi xây dựng gia đình, để từ đó mình mới nói đấy, tiếng nói của mình mới có trong cộng đồng. Để phát huy tốt cái vai trò của uy tín, trước hết là phải thường xuyên tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín để họ có thể cập nhật được những cái chủ trương, chính sách mới nhất của Đảng và Nhà nước, để từ đó tuyên truyền đến nhân dân. Cái thứ hai là phải thực hiện tốt cái chính sách đối với người có uy tín. Cái thứ ba, cho người uy tín đi tham quan, giao lưu học tập kinh nghiệm với các địa phương trong và ngoài tỉnh. Và cái cuối cùng, chúng tôi nghĩ rằng để phát huy tốt hơn nữa cái vai trò người có uy tín ở cơ sở, đó là phải thực hiện tốt cái quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phối kết hợp giữa cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể ở cơ sở với người có uy tín, cho việc thực hiện tốt hơn cái chức năng, cái vai trò và phát huy cái vai trò đặc biệt quan trọng của người có uy tín ở địa bàn cơ sở. Người có uy tín được thôn bản, tổ dân phố bình chọn suy tôn, được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm, đã không quản ngại khó khăn gian khổ, đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động người dân giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bài trừ hủ tục, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc, tích cực tham gia hòa giải, giải quyết tốt những vướng mắc, mâu thuẫn trong cộng đồng, củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước. Người uy tín đã và đang là những hạt nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Xác định cây vụ đông là cây trồng ngắn ngày, đem lại hiệu quả kinh tế cao, nên ngay sau khi hoàn thành sản xuất vụ mùa, huyện Than Uyên đã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất, chỉ đạo các phòng chuyên môn cùng với các xã thị trấn, vận động nông dân tập trung gieo trồng và chăm sóc các loại cây vụ đông, bảo đảm điều kiện thuận lợi để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Cũng như nhiều hộ nông dân khác, sau khi gieo trồng các loại cây vụ đông, gia đình chị Nguyễn Thị Nhung ở bản Cẩm Trung 1, xã Mường Than đã thường xuyên ra thăm đồng và tích cực chăm sóc để cây trồng phát triển tốt. Nhà chị hiện có khoảng gần 5.000 m2 cây sao màu vụ đông. Mỗi năm trừ chi phí cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng. Đối với gia đình tôi thì làm được cây rau thì để phát triển thì nó cũng nhiều công đoạn lắm ạ. Kiểu cày bừa này, xong lại hớt đất này, xong lại gieo hạt, xong quẩy phân, quẩy trấu. Xong thì hàng ngày gia đình tôi xuống đây để tưới tắm cho cây rau nó xanh đẹp và phát triển. Xong thì cũng sắp đến Tết rồi thì cũng làm muốn chăm sóc cho cây rau nó tươi tốt một tí để phục vụ cho bà con. Cuối năm 2023, tổng diện tích cây vụ đông trên địa bàn huyện Than Uyên là 2.046 ha, trong đó ớt là cây mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thấy được những tiềm năng mà cây vụ đông mang lại, thời gian qua các xã thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tập trung chăm sóc cây vụ đông. Cực cái trong cái công tác xây dựng kế hoạch cũng như là tuyên truyền để bà con phát triển cây vụ đông. Thế năm 2023 này thì xã Mường Than thực hiện trên 4 ha cây vụ đông, trong đó tập trung là có khoảng 10 ha ớt. Thì hiện nay thì có 6,2 ha là đã cho thu hoạch. Còn lại thì diện tích là bà con là vừa mới trồng cách đây được khoảng một tuần. Hiện nay thì cây sinh trưởng phát triển tốt. Thì bên cạnh đó thì ngoài cây ớt ra thì xã phát triển đối với các loại cây rau màu, cà chua, cải bắp, su hào, súp lơ để phục vụ cho nhân dân trong và địa bàn ngoài tỉnh Lai Châu. Thì bên cạnh đó thì phục vụ cái hàng Tết cho nhu cầu của bà con trong cái dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Thế đối với định hướng thì xã Mường Than chúng tôi xác định là cây vụ đông nó ngắn ngày, thu hoạch rất là cao. Nên là bà con nhân dân là rất là tự giác trong cái việc mà trồng, chăm sóc, bảo quản, thu hoạch và sơ chế biến để phục vụ cái nhu cầu của nhân dân trong và ngoài địa bàn huyện rồi tỉnh Lai Châu. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, cơ quan chuyên môn của huyện Than Uyên đã khuyến cáo người dân tiếp tục bám đồng ruộng, chủ động bón phân, làm cỏ, đảm bảo nguồn nước, phòng trừ sâu bệnh theo đúng hướng dẫn kỹ thuật, giúp cây vụ đông sinh trưởng phát triển tốt.
Bên cạnh đó, sử dụng những phương pháp an toàn sinh học trong việc bón phân, phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo năng suất, sản lượng đề ra. Công chức các xã cũng đã tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, dự báo về tình hình sâu bệnh để người dân chủ động phun thuốc đúng thời điểm, phòng trừ triệt để, không để sâu bệnh phát sinh ra diện rộng, gây thiệt hại đến kết quả sản xuất. Tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng cây vụ đông để người dân nắm vững các yêu cầu cơ bản về quy trình sản xuất và cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại. Song song với đó, tiếp tục làm cầu nối giữa người dân và doanh nghiệp để mở rộng diện tích cây trồng được liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Bên cạnh các phương án đã và đang được triển khai, các địa phương cũng chú trọng áp dụng khoa học vào sản xuất như ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới, sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Để thực hiện tốt cái công tác gieo trồng, chăm sóc, nâng cao cái hiệu quả sản xuất cây trồng vụ đông thì ngay từ đầu vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Than Uyên đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành các công văn về tăng cường chỉ đạo sản xuất cây vụ đông năm 2023 và đồng thời cử các cán bộ chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn xuống cơ sở để triển khai hướng dẫn nhân dân trong công tác gieo trồng và chăm sóc các loại cây trồng đảm bảo theo khung thời vụ và các quy trình kỹ thuật sản xuất. Đến nay thì nhìn chung các cây trồng vụ đông trên địa bàn huyện thì phát triển tốt, một số diện tích như là dưa chuột, bí xanh, khoai tây, ớt và các loại rau thì đã cho thu hoạch, đã góp phần tăng thu nhập cho nhân dân. Những kết quả đạt được trong sản xuất vụ đông trong những năm qua cho thấy sự nỗ lực và thay đổi về nhận thức của nông dân huyện Than Uyên, từng bước phát huy hiệu quả thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, đưa cây vụ đông trở thành cây mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Từ đầu năm đến nay, Hội Người Cao Tuổi tỉnh đã kết nạp được trên 1.300 hội viên người cao tuổi mới. Qua đó, nâng số hội viên Hội Người Cao Tuổi các cấp lên 36.900 người. Với việc quan tâm phát triển hội viên người cao tuổi đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng, củng cố tổ chức Hội Người Cao Tuổi tỉnh mạnh từ tuyến cơ sở. Đây cũng là lực lượng nòng cốt, nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, giáo dục con cháu có ý thức phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và không tham gia các tệ nạn xã hội. Đồng thời, góp phần gắn kết người cao tuổi, tạo động lực để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Qua hơn 10 năm thực hiện chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị khóa 11 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn đã tạo chuyển biến tích cực tới sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở huyện Tam Đường, không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, trong năm 2023, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên huyện Tam Đường giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 100% các xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Giáo dục học nghề, giáo dục thường xuyên tăng, công tác xóa mù chữ cho người lớn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái được quan tâm, chú trọng triển khai theo kế hoạch chương trình giáo dục phổ thông 2018. 100% các trường được học trực tiếp môn tin học ngoại ngữ, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 61,1%, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2022. Sau gần 4 năm triển khai thực hiện chương trình OCOP, toàn tỉnh đã tổ chức đánh giá, phân hạng và chứng nhận được 171 sản phẩm được công nhận đạt hạng OCOP 3 sao trở lên của 74 chủ thể. Qua đó đã góp phần từng bước hiện đại hóa nền nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu. Các sản phẩm sau khi được chứng nhận và các sản phẩm tiềm năng được các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn hoàn thiện các tiêu chí của chương trình, hỗ trợ thúc đẩy công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng các chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến, xây dựng nhà kho, nhà xưởng, trang thiết bị máy móc, phục vụ sản xuất, bảo hộ nhãn hiệu, xây dựng mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc điện tử, quảng bá thương hiệu. Trong năm 2023, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 814 vụ với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 1.411 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022. Để đảm bảo công tác quản lý thị trường trong thời điểm cuối năm, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đang chỉ đạo đội quản lý thị trường các huyện thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra kiểm soát một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, muối và các loại thực phẩm nhu cầu cao nhằm bình ổn giá cả trên thị trường,
tránh tình trạng khan hiếm hàng hóa, đảm bảo phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay của kênh sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.